có một trang trại 5.000 gà hỏi là gà nhà tôi mắt nó có bọt, mũi nó thò lò, cái kiểu dịch nó nhầy nhầy, gửi nó khám khám với tôi thì tôi nghĩ rằng là nó bị coryza. Vậy thì bác sĩ Vũ Văn Hùng có cái phác đồ nào hiệu quả để điều trị bệnh này không? Xin mời bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn một cái câu hỏi rất là tuyệt vời của một khách hàng của bác sĩ Thu Y Phạm Xuân Trịnh. Thì thật ra là một khách hàng hỏi là gà bị khò khè và mũi có lức mũi và mắt có bọt, thì xin thưa anh chị, theo như tôi chẩn đoán thì khả năng rất cao nó là cái đàn gà bị coryza ghép với cái APV. Vâng, thì xin thưa anh chị, thì hai cái bệnh này nó rất hay đi với nhau. Ngày xưa thì anh chị có thể sử dụng kháng sinh phát là khỏi ngay, nhưng mà bây giờ rất là khó. Nên là cái quy trình điều trị thì anh chị hãy xử lý cho tôi theo cái hướng này. Đầu tiên anh chị hãy lấy cho tôi cái vaccine SHS của công ty Hipra đấy, hoặc anh chị có thể dùng cái Lemovac. Anh chị hòa cho tôi với cái Chymosin của công ty cổ phần thuốc thú y TT. Sau đó là anh chị nhỏ trực tiếp vào mắt, thì sau khoảng độ 1 đến 2 tiếng thì cái mắt nó sẽ giảm sưng đi. Vâng, nó sẽ giảm sưng đi. Sau đó là anh chị sử dụng cho tôi một cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời. Đó là cái sản phẩm FSS. Cái sản phẩm FSS cấu tạo của nó được bởi hai cái thành phần, nó là sulfadiazin và cái trimethoprim. Đây là hai cái rất là tuyệt vời để điều trị cái gà sưng mặt, phù đầu, chảy nước mắt, nước mũi. Và nếu như ghép hen khò khè nữa thì anh chị có thể sáng sử dụng FSS và chiều các anh chị có thể sử dụng cho tôi cái sản phẩm Ticovet 300. Nó được bào chế bởi cái timicosin và cái chlorpheniconazole, thì anh chị có thể sử dụng cái phác đồ hai cái sản phẩm như này. Thì tôi đảm bảo anh chị sử dụng từ 2 đến 3 ngày sau thì đàn gà của anh chị sẽ giảm hẳn cái hiện tượng đau mắt và khò khè. Vâng, cảm ơn một câu hỏi rất hay của bác sĩ Phạm Xuân Trịnh. Cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Hùng.